Xin chào các bạn, các cụ đã có câu rồi: giàu đổi bạn, sang đổi vợ, vỡ nợ thì đổi sim, mà muốn tìm laptop xịn thì phải tới An Phát. Vì thế ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ mang tới cho các bạn một dòng laptop của MSI. Đây sẽ không phải laptop MSI Gaming, mà dòng laptop MSI chủ yếu sẽ dành cho các bạn creator, nó sẽ hợp lý hơn. Thì trước khi tìm hiểu cái mẫu laptop có điểm gì đặc biệt thì mình giới thiệu một chút về cái phần vỏ hộp của sản phẩm. Thì đây là vỏ của sản phẩm. Đây các bạn nhìn đấy, trông nó giống như một món quà và laptop chúng ta sẽ màu hồng. Vì thế nếu như bạn nam nào mà chưa biết tặng quà người yêu mình kiểu gì, có thể mua cái mẫu laptop này về làm quà tặng cũng được. Thì ở bên trong, đây chính là phần vỏ hộp. Ở bên trong thì các bạn sẽ được tặng một cục sạc 90W, sạc qua cổng USB Type-C. Đây, cổng USB Type-C các bạn nhìn ở đây. Và một cái tấm cover nữa, thì cái tấm cover này các bạn có thể che được bàn phím những lúc không sử dụng, hoặc là đặt vào và bấm thử xem cảm giác nó khác biệt hay không. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tập trung chính vào cái nhân vật của chúng ta, đó chính là mẫu laptop MSI Practice 14. Đầu tiên chúng ta sẽ đề cập tới phần thiết kế trước đi. Thì cái mẫu laptop này nó cực kỳ nhẹ, nó chỉ nặng khoảng 1,29kg và có độ mỏng vô cùng sexy 16mm. Để làm được điều đó thì toàn bộ máy được làm từ chất liệu full kim loại luôn, cả mặt A, mặt C hay mặt D đều làm từ kim loại. Và chất lượng phải nói ra không phải nói cực kỳ tốt, ở tất cả các mối nối mình không thấy hiện tượng gọi là bị thừa ra và sờ vào rất mịn. Và một điểm đáng khen trên dòng laptop này đó chính là vấn đề bản lề. Đây các bạn nhìn thấy, mình hoàn toàn có thể mở được bằng một tay. Đây, mở một tay như này rất dễ dàng. Thế nhưng mà mình khuyên ấy, thật sự mặc dù nó có thể bằng một tay được, thế nhưng các bạn vẫn nên sử dụng hai tay. Và cái bản lề này nó cũng rất tốt nữa, các bạn luôn đánh giá MSI đó chính là việc gia công bản lề nó không ấn tượng, nó hỏng qua theo thời gian. Thì bây giờ mình sẽ để cho các bạn nhìn thấy, đây cái độ dơ của bản lề vô cùng thấp. Để chất lượng cao thì nó mới làm được cái điều này, còn chất lượng thấp thì các bạn chỉ cần dơ khoảng chừng cái này thôi, nó sập xuống rồi. Thì đây mình để phải nói là phải rất thấp thì nó mới có hiện tượng gọi là sập xuống, thậm chí bây giờ nó còn chẳng sập cơ. À, sập rồi đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào những cái phần chính. Thì đằng trước, đây, khi mở ra thì các bạn sẽ nhìn thấy phần logo của MSI. Logo này logo in chìm thôi, nó cũng có ánh hồng. Và khi mở máy ra, các bạn sẽ tiếp cận được cái phần màn hình. Màn hình có kích thước 14 inch, độ phân giải Full HD, tấm nền IPS, chất lượng hiển thị khi đo đạc cũng khá ổn khi đạt 100% giải màu sRGB, 75% giải màu Adobe RGB, 72% giải màu DCI-P3 và đèn Taia trung bình khoảng 2.13. Thì với cái đèn Taia trung bình nó thấp như vậy, nó sẽ phù hợp đối với những bạn nào cần một mẫu màn hình có chất lượng hiển thị cao để xem phim, giải trí hay thậm chí là có thể làm Photoshop nữa. Và cái viền viền hai bên nó cực kỳ mỏng luôn. Bên trên thì nơi chứa webcam nó sẽ hơi dày một chút, thì webcam là chất lượng hiển thị ở mức gọi là chấp nhận được đối với những bạn nào cần làm thoại. Nếu như cam này ra đủ ánh sáng thì không sao, nhưng nếu thiếu sáng thì chắc chắn nó sẽ rất khó nhìn. Còn bên dưới phải nói nếu mà xét trên ba cạnh vừa rồi nó rất dày, thế nhưng do cái thiết kế của bản lề các bạn có thể nhìn thấy ở đây nó gần tương tự kiểu bản lề Ecolip. Đây, nó nâng máy lên và khi đấy cái phần bản lề khi bạn nhìn thực tế mà sử dụng thông thường ấy nó sẽ bé hơn rất nhiều khi so với kích thước thực tế mà nó có thể mang lại. Và ở bên dưới sẽ có logo của MSI, logo này in mờ thôi. Về cấu hình phiên bản mình đang có ở đây, được trang bị CPU Intel Core i7-10510U 4x8 luồng, dung nhịp tối đa có thể đạt được là 4.9GHz. Các bạn lưu ý mặc dù đây là CPU thế hệ 10 trên laptop của Intel, thế nhưng nó vẫn là CPU 14nm, cho nên dung nhịp của nó mới cao như vậy. 8GB RAM, RAM DDR4, 512GB SSD NVMe, cùng với đó là card đồ họa rời MX330. Thì với card đồ họa MX330 thì nó không phải là card đồ họa kiểu nó quá xịn sò, tuy nhiên thì nó vẫn có thể đáp ứng được các nhu cầu cho các tựa game online như kiểu Liên Minh Huyền Thoại, CSGO hay thậm chí là Dota 2. Có tựa game offline để các bạn phải setting lại một chút thì có thể chơi được. Thì cũng đã có thử test qua một chút về cái CPU này, thì mình cảm nhận được đó chính là mặc dù đây chỉ là một mẫu CPU dòng U mà thôi, tuy nhiên MSI đã gọi là bút điện cho mẫu CPU này. Và khi mình stress test duy nhất mỗi CPU thì CPU sẽ ăn được tối đa lên tận 50W. Đúng rồi đấy, 50W, thậm chí nó còn cao gần bằng khi so với CPU thòng H. Mình nghĩ là cao hơn chứ, gần cao bằng thôi, gần cao bằng CPU Core i7 thôi. Thì thực tế ra cái mức TDP CPU này đề xuất của Intel là 15W, mà MSI đã boost cho nó tận 50W. Thì qua đấy xung nhịp nó sẽ ổn định loanh quanh ở mức khoảng 4.3GHz trong khoảng thời gian ngắn. Thì cái mức xung nhịp này ấy, nó xung nhịp khoảng 15 giây thôi, còn sau 15 giây nó sẽ xuống còn khoảng độ 30W. Thì khi đấy xung nhịp nó loanh quanh khoảng 4.0. Thì với cái mức xung nhịp đấy các bạn hoàn toàn có thể thực hiện các công việc yêu cầu một xung đơn nhân cao ngắn hạn, ví dụ kiểu mở ứng dụng này hay thậm chí kiểu làm Photoshop hoặc edit video nhẹ nhàng. Bạn nào muốn edit video trên cái mẫu laptop này thì mình khuyên nên edit video kiểu nhẹ nhẹ thôi, kiểu Full HD và ít hiệu ứng thôi. Còn nếu nhiều ứng quá thì nó sẽ không phù hợp cho lắm. Thì khi mà mình mở máy ra thì mình thấy được trong máy này chỉ có duy nhất một quạt và hai ống đồng tản nhiệt cho cả CPU và GPU. Thế nhưng cái nhiệt độ của máy vẫn được đảm bảo và MSI vẫn dám bút điện cho cái mẫu cả CPU lẫn GPU, bởi vì là được tích hợp thêm hệ thống Cooler Boost nữa. Cooler Boost hiện tại thì chỉ xuất hiện trên các dòng laptop gaming. Tuy nhiên đối với dòng laptop nó không phải gaming như này thì MSI cũng đã trang bị. Và thực tế ra thì cục sạc theo máy như mình đã nói ở đầu video là 90W sạc qua cổng USB Type-C. Thì với 90W đấy thì sẽ chia tổng thể theo mức gọi là
tuyệt vời nhất, đó chính là 40W dành cho CPU và 25W dành cho GPU, còn đâu nó sẽ dành cho toàn bộ các linh kiện của máy, nói chung là vừa khít luôn. Vừa rồi là cái phần trải nghiệm khi mình nhắc tới cấu hình, thế còn sử dụng hàng ngày sẽ như thế nào? Bây giờ mình sẽ nói về phần bàn phím trước đi. Bàn phím này nó cũng màu hồng thôi, so với thân máy thì cái màu hồng của bàn phím nó sẽ đậm hơn một chút. LED sẽ chắc chắn sẽ không phải LED màu hồng rồi, LED màu hồng thì các bạn chẳng nhìn thấy chữ đâu. LED sẽ là LED màu trắng và có độ sáng gọi là mức ổn, nếu như trong ánh sáng studio phức tạp này thì mình vẫn nhìn rõ đèn LED của cái mẫu bàn phím này. Ngoài ra thì đây không phải là bàn phím được gia công bởi siêu series, bởi vì đây rõ ràng không phải laptop của gaming. Thế nhưng cảm giác bấm của nó vẫn rất tốt để có các cách gõ phím hợp lý và phím mức độ này ở mức trung bình thôi. Tuy nhiên ấy, khoảng cách gõ phím xa này thì các bạn gõ văn bản sẽ không bao giờ bị nhầm. Còn nếu bạn nào có nhu cầu chơi game mà chơi game nhẹ nhàng thôi, kiểu thi thoảng chơi cho vui, thì bàn phím này vẫn có thể đáp ứng được. Còn đối với những bạn có nhu cầu chơi game nó try hard hơn một tí thì bạn nên mua bàn phím cơ của MSI, sau đó chơi ở ngoài nó sẽ ổn áp hơn. Và chuột thì dĩ nhiên chơi game đã phải mua chuột ngoài rồi. Thế nhưng nhắc đến việc mua chuột ngoài mà các bạn bỏ đi phần trackpad này, quả là sự phí phạm. Khả năng tracking của Quick bởi quá là tuyệt vời luôn. Thế nhưng ấy, nó một cái gọi là mình thấy hơi lạ một tí, hai điểm cơ chứ không phải một điểm. Điểm đầu tiên đó chính là thay vì nó kéo dài ra cả trên cả dưới thì bây giờ MSI chỉ kéo dài duy nhất ở hai bên thôi. Cảm giác gì đương nhiên rồi, vẫn ngon bởi vì nó phủ kính. Và một điểm thứ hai nữa là mình bối rối, đó chính là phần cảm biến vân tay. Thì tại sao mà không cố gắng làm luôn màu hồng đi trông cho đồng bộ, nó màu đen này trông nó hơi lạc vẻ một tí. Và cả cảm biến vân tay này với phần webcam sẽ để hỗ trợ Windows Hello, các bạn chọn như nào đấy là nhu cầu của mỗi người. Còn lại khi nói về phần loa trên mẫu laptop này, thực sự nó không hề to một chút nào, thế nhưng chất lượng của nó lại hơn hoàn toàn khi so với phần nhá. Đây các bạn thử tưởng tượng như này, chất lượng của nó rất cao, còn âm thanh nó hơi bé một tí, thế nhưng nếu mà sử dụng trong nhu cầu thông thường thôi thì hoàn toàn ổn. Các bạn nghe trong văn phòng kiểu khoảng 20m² giống như mình ở đây thì loa cái mẫu laptop này vẫn có thể đáp ứng được hoàn toàn ổn áp. Về phần cổng kết nối thì sao, thì ở bên cạnh phải các bạn sẽ có hai cổng USB Type-A, một jack audio combo được mạ vàng, và bên cạnh trái sẽ là hai cổng Thunderbolt 3. Thì đối với hai cổng Thunderbolt 3 này, đầu tiên lợi thế các bạn nó sẽ là sạc qua cổng nào cũng được, các bạn thích cắm cổng nào thì cũng ok. Và nếu các bạn chẳng may quên cục sạc mà hãng tặng thì bạn có thể mượn bất kỳ một cục sạc nào đó hỗ trợ qua giao thức Power Delivery cắm vào thì có thể nhận được luôn. Thì với hai cổng này thì bạn nâng cấp thêm eGPU cũng được, mới 330 trong máy nó không phù hợp để chiến game thì mua thêm eGPU ngoài cắm vào và sử dụng. Một phần quan trọng nhất mà chúng ta không thể nào bỏ qua đó chính là về phần mức giá. Mức giá của mẫu laptop này nó rơi khoảng độ 27 triệu đồng. Và khi mua mẫu laptop này các bạn sẽ nhận được phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng. Thì cái phiếu mua hàng này nó chưa trừ trực tiếp vào giá, tức là các bạn có thể cầm phiếu mua hàng 500.000 này các bạn mua cái thứ khác, và các bạn có thể trừ luôn vào giá từ 27 triệu mà trừ 500 cho mình nghĩ là khoảng còn loanh quanh khoảng 26 triệu. Thì mình thấy mức giá ấy nó hoàn toàn ổn để các bạn mua cái mẫu laptop này, và các bạn vẫn nhận được một bộ quà Pratip 14, đó chính là túi đựng máy chính hãng của MSI. Thực ra nó tặng kèm sẵn ở trong hộp rồi, một phiên bản chuột không dây của MSI này và một cái móc treo chìa khóa màu hồng, bộ hình laptop và bàn di chuột. Và tổng kết lại ấy, thì cái mẫu laptop nó dành cho ai, thì mình thấy cái mẫu laptop này nếu như bạn là một người chơi game kiểu thường xuyên tìm mẫu laptop chơi game thì rõ ràng MSI Pratip 14 nó không phải dành cho bạn. Nhưng nếu bạn là một content creator hay một ai đấy cần mẫu laptop mỏng nhẹ, hiệu năng thật cao những lúc cần thiết và dĩ nhiên thiết kế nó phải đẹp nữa, thì đây chính là sản phẩm dành cho bạn. Thì đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video, nếu bạn quan tâm thì có thể click vào, đừng quên bấm like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Alpha Promoter để không bỏ lỡ video clip tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.